2 tụi mình sẽ còn hơn một tuần nữa là sẽ đến đám cưới Tiên. Thì ngày hôm qua mọi người có thấy là Tiên có đi ở sân bay thì Tiên có đón bạn Tiên từ Mỹ về. Thì trong tuần này và tuần sau thì bạn Tiên về từ Mỹ rất là nhiều để dự đám cưới của Tiên. Và Tiên sẽ muốn quay lại cái quá trình mà Tiên chuẩn bị cho đám cưới như thế nào. Thì mong mọi người sẽ theo dõi cái vlog này nha. Hôm nay là thứ hai và Tiên có một cái việc sáng nào Tiên còn phải đi livestream với Beauty Box. Cho nên bây giờ Tiên sẽ nhanh get ready để chuẩn bị đi live nha mọi người. Tiên sử dụng cái kem dưỡng này của Laneige. Rồi bây giờ Tiên sẽ prep. Tiên sẽ hay prep cái này Bobbi Brown nha. Trước khi make up mọi người nhớ skincare nha, để cho cái lớp nền nó thật là đẹp. Thường thường thì Tiên sử dụng cái Bobbi Brown kia kìa mọi người, nhưng mà ngày hôm nay Tiên đã quên trên xe mất tiêu. Sử dụng đỡ cái này. Cái này Tiên hơi hết sạch mấy cái sponge này để đánh nền, kiểu nó rất là tiện luôn á. Ok, bây giờ Tiên sẽ sử dụng kem nền nha. Tiên hay sử dụng kem nền này. Ủa lộn, đúng rồi. Không có biết bao nhiêu mọi người. Tuần này thì Tiên có rất là nhiều hoạt động mọi người. Thứ bảy thì Tiên có Bachelorette Party với lại tất cả mọi người, với Shane, với Nguyên. Trong tuần này Tiên sẽ thử lại đầm cưới một lần cuối để cho coi còn chỉnh sửa gì nữa không. Tại vì Tiên đã thử đầm chắc khoảng 3 lần rồi, nhưng mà Tiên sẽ không show lên là Tiên mặc cái đầm nào đâu. Chắc là tới đám cưới mọi người sẽ thấy nha. Tại vì Tiên muốn surprise cho mọi người đó, chứ mà quay lên hết rồi thì không còn gì vui hết, nên là Tiên sẽ quay một chút xíu cho mọi người xem thôi. Tiên sẽ nhanh get ready nha. Vì Tiên cũng hơi trễ rồi. Sẽ update cho mọi người makeup routine nhanh của tôi. Đây sử dụng Lancome concealer. Tiên rất là thích cái xong rồi đóng gì kìa trời. Của tôi đó, Tiên sử dụng cái Stay Perfect No Sebum Pack này của Cleo nha. Tiên chỉ sử dụng ít thôi vì da Tiên không có dầu nhiều. Đây má hồng Tiên sử dụng của 3C nha. Tiếp theo kẻ chân mày. Nhanh nào, trễ rồi nào. Ok, đã Tiên make up xong rồi, Tiên quay lại mọi người nha. Ok, Tiên make up xong rồi nè mọi người. Thì thường thường thì Tiên sẽ sử dụng cái son dưỡng này của Dior nè, đó. Xong rồi Tiên sẽ sử dụng cái màu này của Amuse. Tiên này rất là thích cao son này của mình. Đó. Giờ Tiên sẽ đi ăn và chuẩn bị đi nhé. Good morning, hello mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 21. Bây giờ Tiên sẽ đi ăn sáng cùng bạn của Tiên ở bên Mỹ và để dẫn nó đi vòng vòng một chút. Hôm nay thì không có nhiều việc lắm nên là Tiên sẽ dành một buổi sáng off để đi cùng bạn của Tiên nha mọi người. Tiên ăn sáng xong rồi, bây giờ sẽ đi uống cà phê mọi người. Cái chỗ này vừa mới mở ở Sài Gòn thôi mọi người, nhưng mà Tiên thấy bữa giờ rất là nhiều người đi, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi thử nha. Nó là Arabica mọi người. Tiên hôm bữa Tiên có đi Thái Lan Tiên uống rồi, nhưng mà Việt Nam nó mới mở cho nên là bây giờ mình sẽ đi và mình sẽ so sánh thử nhưng mà nó có phù hợp với giá 100 ngàn không nha. Hey mọi người, mình sẽ đi vô cái chung cư này nha. Đây là 10 kiếp rồi Tiên mới vô đây, chắc 10 năm rồi mọi người. Nếu mà mọi người đi thang máy là sẽ thu tiền, nên tụi mình phải đi bộ mọi người. Tiên cũng không biết nó lọc lại, thở quá giờ luôn. Tiên gọi 2 ly là Spanish Latte, 1 ly Matcha Latte hết 225 nghìn mọi người. Ủa là trời ơi, bắt được Starbucks luôn đó. Chắc là rất lâu rồi Tiên mới lên lại cái chung cư này mọi người. Chắc phải 10 năm á. Nhưng mà tại vì bình thường không có đi cà phê mà đi xa lên, đi bộ xa vậy. Nhưng mà view đẹp nha. Còn bây giờ để review nước thử nha mọi người nha. Tiên gọi cái Matcha Latte nè, bạn Tiên gọi cái Spanish Latte, mỗi ly là 100 nha. Rồi bây giờ Tiên sẽ thử nha mọi người nha. Mua ở bên Thái á, thì chắc là trả tiền Thái nên là không có để ý tới số tiền. Nhưng mà về tới Việt Nam thấy một ly 110 là mắc nha mọi người nha. Ừ.
giờ. Starbucks ngon hơn nha mọi người nha. Starbucks ngon hơn nha mọi người. Tại sao nó lạc vậy mọi người? Không có mùi cà phê. Nếu mà bạn nào thích uống nhạt thì tôi nghĩ là rất là phù hợp. Nhưng mà Tiên là mọi người khá là thích uống ngọt, cho nên đây không phải là khẩu vị của Tiên. Nếu mà Tiên đã bỏ ra 100 ngàn mua thêm một ly cà phê thì Tiên sẽ không bỏ. Hôm nay là thứ tư và Tiên vừa mới livestream xong của Hơ. Mọi người đã ủng hộ rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi gói đơn nha, soạn đơn xong rồi ship cho mọi người. Thường thường thì Tiên sẽ hay live ở trên TikTok shop, cho nên là bạn nào muốn thích đồ Hơ thì có thể lên TikTok shop và săn sale nha. Hôm nay là thứ 6, Tiên đang ở nhà Ti để quay cho một clip ở trên TikTok. Mọi người nhớ lên xem nha. Ti chào mọi người. Ti trời, anh Ti social á mọi người. Ti bây giờ giải nghệ rồi. Hello mọi người, hôm nay là thứ 7 và tụi mình đang có một cái bachelorette party trước đám cưới. Anh làm gì vậy? Bây giờ thì Tiên đã chuẩn bị để chụp hình cho mọi người ở background ngày hôm nay. Yeah, yeah. I was birthed